Xin chào tất cả mọi người. Sắp đến mùa hè rồi, các bạn đã có ý tưởng nào đi tham quan ở đâu chưa? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nơi các bạn có thể tham quan ở đó. Đó chính là một nơi vừa quen và vừa thật lạ, là Hà Nội đó. Hà Nội là thủ đô ở Việt Nam. Mình rất tự hào vì mình đã được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn sách Hà Nội ngàn năm ký ức do nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện. Cuốn sách này rất đặc biệt, không chỉ có chỉ giới thiệu cho các bạn những nơi mà còn có rất nhiều bức tranh sinh động và cảm động nữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một danh lam thắng cảnh Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ Lớn, Khu Phố Cổ, Hồ Hoàn Kiếm, Cầu Long Biên, Chùa Trấn Quốc, Lăng Bác, Chùa Một Cột và Cột Cờ Hà Nội. Địa điểm 1, Hoàng Thành Thăng Long, kinh đô của nước Đại Việt. Mùa thu năm 1010, vua Lý Thái Tổ khi đi qua thấy đường bay lên nên đặt tên là Thăng Long. Địa điểm thứ hai đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Địa điểm thứ ba đó là Nhà Hát Lớn, một biểu tượng nghệ thuật được người Pháp xây dựng. Nhà ngày nay nhà hát vẫn giữ nguyên vai trò là trung tâm văn hóa lớn. Mọi biểu tượng nghệ thuật quan trọng không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả Việt Nam. Đến với Hà Nội, các bạn cũng không thể bỏ qua nhà thờ lớn. Đây là tòa thánh đường lớn nhất Hà Nội từ xưa đến nay. Cách nhà thờ lớn không xa đó là khu phố cổ Hà Nội. Đây là nơi xuất xứ của nét sống và ẩm thực của người Hà Nội. Đa phần tiền các phố đều bắt đầu bằng chữ hàng các bạn nhé. Địa điểm tiếp theo là cuốn sách nói tới, đó chính là Hồ Hoàn Kiếm. Trái tim của thủ đô Hồ Hoàn Kiếm còn có tên gọi là Lục Thủy. Giữa hồ là tháp Hồ, xung quanh có đền Ngọc Sơn, tháp Bút, Đài Nghĩa. Điểm ai tháp điểm theo là cầu Long Biên. Đây là cây cầu thép đầu tiên nối hai bờ sông Hồng. Điểm tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là chùa Trấn Quốc, một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Hà Nội. Chùa nằm trên một đảo nhỏ phía đông Hồ Tây. Sau đây chúng ta sẽ tới thăm Lăng Bác, nơi yên nghỉ của vị cha già kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ai tới thăm Hà Nội đều tới lăng viếng Bác. Một địa điểm danh nữa đó chính là chùa Một Cột. Ngôi chùa này là một trong những biểu tượng của Thăng Long ngàn năm văn hiến. Địa điểm cuối cùng cuốn sách đưa chúng ta tới đó là Cột Cờ Hà Nội, hay còn gọi là Kỳ Đài. Đây là nơi lần đầu trên lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Qua cuốn sách này, em đã hiểu hơn về lịch sử, hiểu hơn thêm về văn hóa, hiểu hơn thêm về các danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội. Em thấy thêm yêu Hà Nội, nơi em sinh ra và lớn lên, và thật tự hào giới thiệu Hà Nội tới bạn bè và mọi người. Tạm biệt nhé!